cái kẹp của mẹ đâu. Mấy mọi người ơi, mình chuẩn bị đi nè, mình tới Canberra rồi. Đâu, con giục đâu? What is that? Hair clip. Lúc vô còn không? Không, em mới lấy ra là đưa cho nó cầm, nó giục mẹ nó. Rồi xong rồi mấy mọi người ơi, mà mình đi, đi. Mình đợi. Đi đâu chứ, mà nó giục đâu. Đi 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 đi. Đâu rồi con giục? Tài xế đến rồi. Hai cái hair clip đâu? Hai cái kẹp tóc đâu? Mình đi ở chỗ đẳng ăn đó. Rồi xong rồi mình đi chơi. Giờ đi đâu nữa? Ai chở đi đâu đi đó mà mình chạy về ấy đó. Giờ đi đâu hả? Mấy đi đâu không được à? Đi ấy không, đi gì á? Florida. Coi khủng long không? Dạ. Đi nào cũng được hết. Xe. Xe đó là xe à. Con muốn đi coi Florida. Thôi chị dẫn đi Florida trước đi. Chị nó sẽ nói hoài tới mai luôn á, nó cả đêm luôn á. Đi đâu hướng nào không biết đâu, nó không có ra luôn. Ê Thảo, cưng sợ nó có cưng rồi có không Thảo? Nhìn đây coi. Mấy mọi người ơi, mình sẽ đi. Giờ không có Google Maps thì giờ tới đây thôi. Em ra đó chị đó. Ừ. Qua hết cái này phút núi hết hả? Chuẩn bị tới núi nè. Nè đây nè, núi nè, anh nhìn đi nè. Mấy các bạn ơi, núi nè đẹp dữ lắm. Không, thẳng ý mới chạy nè. Chàng ơi, tay của mình ngứa quá trời luôn. Mày nhìn mà thầy được cái thu hả? Ấy là cái gì? Nó ngứa thấy, nó ngứa tay thấy mẹ luôn. Sao đang mất mất sống hả? Ừ. Sao thử coi, sao được vậy? Mẹ của cưng ơi, cưng vô, của cưng ơi có không? Xong rồi nè. Tới camera rồi mà vô đâu nữa. Mấy người, mọi người ơi nè, mình đi nè. Ủa nhưng mà đi đâu? Giờ đi lo rẹt hả? Xin lỗi mấy người, mọi người ơi, mẹ bạn mình là chỉ làm ồn ào quá. Không, không có rỉ thằng đó chứ. Có không? Nào mấy bạn không biết không, mình ở chỗ nước nào đó. Vậy xong rồi. Không chung mạng luôn. Vậy là khác điện thoại rồi. Mình ở bên Úc. Hồi nãy kiến cắn nó đau tới mẹ luôn. Sao nó đau tới mẹ con? Kỳ vậy? Ở dưới quê chị nói vậy đó, không có vậy đó. Vậy hả? Đau thấy bà luôn, kêu nó thấy mẹ. Đau thấy bà thì có chứ. Không nghe hả? Đau riết muốn xỉu luôn. Đau muốn xỉu luôn. Đau muốn xỉu đi. Có gì nói em. Coi mây đẹp mọi người ơi. Dù chết vô hồn. Có internet. Vali của mình nè, rồi xong rồi. Mình đi coi bông xong rồi tối mình đi về khách sạn. Rồi mình ăn lẩu rồi xong rồi mình ngủ. Florida. Trời ơi, nó quay hoài. Nhưng mà nghĩ đường này là đúng rồi đó. Đường này chắc đúng rồi. Theo số đông. Xe đông đông là chắc cũng đúng rồi đó. Còn như hồi nãy là không đúng đó. Tại sao hồi nãy không đúng quá trời? Nó chưa đó, nó là mất rồi, mất hết mà. Nó hả? Ờ, là như vậy đó. Nó mất rồi, mất hết à. Nó hỏi có rồi vậy. Mình mới uống rồi, mình mới uống lon Pepsi mấy mọi người ơi. Ngủ đi con. Giờ có là nè. Bạn mình không chịu ngủ mấy mọi người ơi. Mất chí xíu. Lo rồi 10 cái số nữa. Come on, we're parked right here. Gì vậy? Rồi mấy bạn mình hát dễ thương dữ lắm. Có rồi phải không?
của anh Hải nè. Của chị là không có đâu. Quá dầu. Quá dầu hả? Sao quá dầu? Chloe quá dầu. Đâu? Chloe quá dầu. Bí cá bụng. Rồi mình mình thấy cái mày có cái lỗ lỗ giống như phô mai vậy đó. Này nhạc Việt Nam mình gốc Việt mấy mọi người ơi. Biết mình gốc Việt nữa dữ không? Mấy bạn mình làm ôm bớt trời luôn. Rồi gốc gì con? Hả? Màu vậy đâu. Rồi. Ba tỉnh là nó ba đá trong tung tăng. Nào mấy bạn không biết mình ở chỗ khách sạn nào thì mình nói cái tên với cái chữ M. Mantra. À, chưa kịp đó nữa. Nói rồi. Coi mấy cái nhà này đó nó đẹp dữ lắm. Vô đây là thấy khác phải không? Dạ. Xong rồi mình nào thấy có chiếc xe là có người ở trong cái nhà đó đó. Nào không có xe, không có người ở. Mẹ bạn mình nói con anh ông với bạn nhỏ của mình á. Nó ngứa quá trời luôn. Bạn mình muốn chùm cái đầu đó. Phúc để kho Halloween nè. Halloween. Mấy bạn có sợ không? 30 29 phút. 31 hả con? Dạ. Mình mặc áo Tommy với mặc quần kem nữa. Mày mặc áo Tommy luôn hả? Ừ. Trời ủi dữ vậy. Khoe luôn. Trời hiểu không khoe nữa. Trời hiểu khoe. Trời hiểu quần gì? Không biết. Cái quần hiểu gì? Dữ quá vậy ta. Chàng ơi mấy tay của mình nó đổ mồ hôi thấy mẹ luôn. Trời ơi, quay vlog gì nó thấy mẹ vậy? Cái bò gì nó thấy mẹ hoài kỳ vậy? Đi bà anh con giữ cái. Coi cái nước nó đẹp dữ lắm. Quay dạ. YouTube đừng nói thấy mẹ con. Nói thấy mẹ chi cho nó mất cười đó. Cái nhà này đó, mấy nhà này nó đẹp dữ lắm. Nói dạ bất cười dữ lắm. Trời ơi mấy người lớn nói dạ với mấy người nhỏ nói bất cười dữ lắm. Mấy quý vị ơi. Quý vị. Mấy các bạn là quý vị lớn dân. Con hồi này dẫn đi vô vườn bông á. Đâu chụp hình được đâu. Sao vậy? Bà sợ. Trời ơi dẫn nó lại mà bà sợ bà chạy thôi chứ. Đi thấy vậy không chụp được hả? Có chụp được cho nó bao nhiêu đâu. Kêu rờ cũng không rờ nữa. Nãy ngay chỗ bông anh đào á kêu đụng cũng không đụng nữa. Nhét thôi vậy ẩm. Rồi con này nó trứng nhiều cái nó ngộ lắm. Rèo.
nè bạn của mình nè. Rồi cơ bạn của mình đằng sau đó. Rồi cô Thảo nói xin chào mấy bạn ơi. Chào mấy bạn. Nổi tiếng mình không lo cô Thảo vô gì nữa. Con thích con muốn nổi tiếng nhiều lắm nặng con được có nhiều tiền. Lâu vô rồi giới thiệu kênh suốt cô Thảo luôn. Em nói chồng em á. Tôi thấy sao giờ ta làm YouTuber ta giàu quá thôi để tôi rảnh quá tới nhà tôi bài đồ ăn tôi nấu đồ tôi ăn cho rồi. Sao mà tôi cũng đăng lên vậy? Cái gì vậy con? Cái con nhỏ vậy mà sao này nó cũng giật mà nó cũng mấy cái đó. Nhỏ sửa mũi thì lắm chân á. Đất nhân. Xe của mình Nissan Elgin. Nhưng mà sau này hết thấp rồi. Rồi cái đời 2008. Ở chỗ Minh Trà cũng có hồ bơi nữa mấy vị mấy Quỳnh Trần cái này làm giám đốc rồi. Quỳnh Trần thì nó chuyện con thiệt tình hơn, con nhỏ này nó màu mè nó khôn hơn, nó chuyện khôn mà lành hơn không, nó nói chuyện màu mè nó lành hơn. Mỗi người tính mà nó đi qua châu Phi người ta chửi quá trời kiểu này hả. Xin mời mấy các bạn ơi, rồi nói đồ ngay rồi thì mình ta cũng có từ thiện mà nói đồ ngay không biết có không giữ từ thiện mà trời. Nhưng mà người ta nói Việt Nam mình nghèo. Mẹ mình nói từ thiện là thằng Quý Quang Linh đó nó đi bệnh. Đâu có chị, thằng đó ta đi bệnh làm gì hết mà. Để cho nói lại. Mà ở Việt Nam thiếu gì chỗ. Từ thiện có, là nó đi qua bệnh nó làm việc theo dạng xuất khẩu lao động. Khổ sao đó, tình trạng nó quay clip nó mới nổi. Chứ không phải là nó là YouTuber đâu, phải nó quay đâu. Mấy mọi người ơi, mấy bạn của mình làm ồn quýt chờ ngưng. Lên bạn bè chưa? Cái gì con? Nó gặp cái camera khác rồi xin một chiếc Sydney về nó mà. Chết mà. Chị ngươi nó ngứa. Hôm qua bạn khác rồi làm tương tự. Em thấy cái đồ này khác đó chứ. Cái làng đồ, cái dịch đồ cũng khác nữa đó. 3 giờ. 3:18. Mấy mọi người ơi, 3 giờ trưa rồi. Nắng phí mẹ luôn. Lại cho nó đóng rồi giờ cái xin qua đây lên này. Hôm nay tại vì đổi giờ nó nên thành ra giờ chưa giờ. Rồi 3:30 đến 3 giờ. And you just say hello everybody. Hello everybody. We are in Canberra now. Nó xuống đi làm gì? Yeah. Mình nói lòng mình mấy nói tiếng Anh bây giờ chị đi mấy quý vị ơi. Nó xuống vậy. Thôi cảm ơn rồi 5 giờ rồi. À, hồi sáng mình đi cho nó lâu. Lúc sáng sớm nó mình thức 5 giờ sáng mình đi vô giường đâu có lâu mình đi với mình chạy. Mình ăn sáng rồi. Mình để đồ rồi. Nó đuổi vô rừng không mà mình chạy. Coi cái núi này nó đẹp dữ lắm. Nó sáng quá mấy mọi người ơi. Thì mấy mọi người không coi được. Ở chỗ ngoài đường mấy vị ơi, đèn đỏ thì mình phải ngừng, đèn vàng mình phải chậm xuống, đèn màu xanh thì mình đi. Tại sao có tàu trà thấy này giống như sa mạc của Úc vậy? Thank you.
Mọi người ơi, mình sắp tới rồi. Mẹ nói nó đổ nước là con ăn đồ con. Nói không có nghe. Ủa, gì vậy? Lấy ra. Cái đây, gì vậy? Đụng ở dưới này nó đẹp nữa. Mami. Dạ. Mami. Dạ. Nát đây con. Chàng ơi, gì cái tép gì vậy? What is that tower? Ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, and one for the little boy who lived down the lane. Ba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Mình có giày mới nữa mấy quý vị ơi. Chàng ơi, có nhiều cây lắm. Nói chơi vậy thôi mà. Xong rồi đó, lúc tối mình thay đồ ngủ. Rồi xong rồi thường thường mình không có mang vớ lúc mình lên giường đó. Cái cây cầu ở chỗ camera nó khác dữ. Hey!
ơi, bạn mình khóc, nó đòi đi chơi. À, rồi xong rồi. Ui Trang ơi, này nó đẹp dữ lắm. Ở chỗ đó mình, mấy quý vị ơi, tối mình bày ra ăn lẩu. Lẩu nó ngon vậy lắm. Mấy bạn nấu đi. Thầy kêu cha mẹ nấu lẩu giùm. Nè, chuẩn bị coi núi nè. Rồi xong rồi đó. Mình muốn tới nơi rồi. Mình sắp tới rồi, tới nơi rồi. Trang ơi, cái tép này nó đẹp dữ lắm. Chắc này ở chỗ tẹo xà. Chạy chiếc xe này đã dữ lắm. Mình không có biết đái đâu rồi, ba mình bắt buộc mình đái nữa. Mẹ phải nói xin chào mọi người đó. Xin chào mọi người có khỏe không? Có đường hai chiều. Cái cây này, ui cây nó đẹp dữ lắm. Bạn mình ngủ rồi. Chiếc xe này hiếm dữ dội mấy quý vị ơi. Rồi xong rồi bạn mình ngủ rồi nè. Rồi mình còn thấp nữa.